Mình chào anh em đến với kênh Mai Vàng Kiên Giang ha. Đầu clip xin gửi lời chúc toàn thể anh em cô chú được thật nhiều sức khỏe và thành công trong mọi lĩnh vực. Và tiếp tục video hôm nay thì mình xin giới thiệu cho anh em cô chú mình ha. Số phôi mai. Hôm nay thâm nhập vô lô mai của bạn Tăng. Mời anh em cô chú mình cùng nhau chiêm ngưỡng lô mai của bạn Tăng ha. Đang về bắt cây. Nguyên lô cây này, quá khứ lô cây này. Các loại chứ, dáng quái, co lắc, xù gì. Đế nôm, đế quýp gì đủ thứ chứ. Dọc khúc cây đó hơi khó quay. Ở đây mình cố gắng mình đi vô, sâu vô trong. Cô chú anh chị thấy trong clip nó nhìn thấy hơi nhỏ nhỏ chứ ngoài nó lớn lắm. Đây. Chưa cái cây này còn đế nè anh em. So tay nè. Pin bám gì đâu. Đế này hoành chắc tầm khoảng cỡ 30. Còn đế này. Để ở trên mình gọi chụp xuống cho anh em xem. Lô cây này bự không nghe anh em. Đây. Dáng lông nữa. Đây nó hơi ngược sáng chút. Đây một vách này. Xong đi qua bên vách bên kia gọi thêm. Đây cũng trắng lông nữa nè anh em. Mấy cây này hoành trên 40 mấy hết này. 4 mấy, 3 mấy, 5 mấy, 6 mấy gì cũng có chứ. Đi vô chen chen con này cũng hơi khó. Cái này dán lông nha anh em. Hôm nay thâm nhập vô ngay điểm tập kết mai vàng của bạn Tăng luôn. À, nguyên lô phía sau nữa kìa. Đây mấy anh thợ đang làm đế đấm rồi ra đang giao lưu với em. Quá khứ nội đế này luôn. Cây này quýp quá. Cây cũ này chà bá luôn. Hoành này chắc tầm cỡ 4 mấy 50. Thằng thì nó tài cành đóng đều lắc lượng đẹp. Rồi vô chào ông chủ luôn. Chào anh em. Chào cô chú anh chị. Này luôn này. Vệ sinh làm đế cho nó sạch đẹp để giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Quá khứ nội đế này ha. Cái này hoành khoảng nhiêu ta? Cái này hoành 55, 57, 60 gì đó nè. Tùy theo vị trí. Quá khứ. Cái cũ này ở ngoài này chắc cái cũ này chắc đậm quá cỡ 7 mấy ăn lên quá. Cái cũ thì gắt là nở luôn. Lô cây này mật bông dảo lai ha. Hai đai em không xi nhan nghe cô chú. Không bình bám gì. Thằng ta cành đều. Đây là dàn máy móc của bạn Tăng để xử lý cây. Máy thổi, máy xịt. Máy thổi, máy xịt gì? Máy hút bụi. Lũ phủ chưa? Đó, anh em nhìn thấy quá dữ. Này khu vực dân Khánh Tây này chỗ bạn Tăng làm quá dữ này. Kiên Giang này, Kiên Giang thì hơi rộng.
khu vực xã này. Xã thì xã Giang Hành Tây, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Này lô cây này nãy mình review sơ sơ cho anh em xem này. Giờ thâm nhập sâu vô nữa. Hàng quyết nằm phía trong. Ô, trong thơ thơ. Này là vô đây là hàng quyết không á? Vô hàng quyết không nha. Này cũng đang vệ sinh làm đế ha. Sâu. À, cây này lên xù luôn anh em. Này chưa vệ sinh xuống, chưa thấy bể đế đằng sau. Chứ này chắc đế cũng không tệ đâu. Này thì lên sâu rồi. Này sâu bung. Đây, tiếp tục. Vô sâu hơn chút. Đây, một cây giáng long nữa. Giáng quái, này giáng quái, không phải giáng long. Đây nè, cây giáng long bên này. Này đúng là giáng long luôn nè anh em. Đó. Cái đường thăng đó dưới này ha. Lên. Quẹo qua đây. Đó, quẹo lên. Lắc rất là đẹp. Rất là khéo cây. Hoành này chắc tầm cũng cỡ bốn mấy. Nội đế thì còn đang bí ẩn. Lú lú ra đường chút. Cộng đế chà bá đây nè. Đế bao đẹp cô chú anh chị. Đế đẹp không ha? Đâu này của em mình đâu cây nằm mô. Chỗ bằng tăng chia sẻ thì Nguyễn lô cây này là nằm trên mô hết. Nằm mô mà cũng đời rất là già. Cây này khui sơ sơ là thấy là chín nút rồi đó. Ngồi chút nữa thì không biết sao. Sơ sơ là bên đây đế nó cứ ngắt vàng nè anh em. Đây nè. Đây nè. Đây nè. Đây nè. Đây nè. Đây nè. Đang ra nè. Đây và đây dài. Đây nữa nè. Ra nè. Quá khứ thêm được một cái dáng co quái nữa. Này đôi khi cô chú anh chị mình xem thấy gì cây gì nó chưa phê đâu, vô tay ông chủ bạn tăng nữa là xử lý lại cái nữa là nhìn phê lắm. Này, đủ các dáng phơm tàn dù một cốt giót đọt rồi co quái xù rồi dáng long gì đầy đủ hết. Lùng lực búp măng gì có hết trơn. Đây cây này mới phê nè anh em. Này dáng long mà. Này dáng long quýp luôn nè. Nè. Giữ lên ha. Nó đắt nè. Mà tay cảnh đóng đều đều hết trơn. Còn đây, vô đây chắc này ông vua luôn rồi. Quần này trên 6 mấy. Cây này. Đó. Có mấy cái cò lắc. Cò lắc này cũng dữ lắm. Đây nè. Cây này quần này chắc cũng tầm khoảng 60. Cũng dạng giáng long luôn. Tài cảnh đóng ngay điểm dương không? Cái ra ngoài quay vô cho anh em của chú mình xem. Đây, già cây dữ lắm. Em hào thử cái tay này. Bình bám vô. Nhìn ngoài cây này sát lớn. Hòm. Một cây là dáng long. Rất là đẹp. Rồi, thêm một cây trong này nữa. Cây này dáng cũng quá tịch nè anh em. Lên xù. Trong này nè. Đây, dáng lòng nữa nè. Dáng quái nè.
đây co lên đây, tổng quan này cây này quá dữ. Cô chú anh chị mình xem clip thấy hay cho bấm cho em xin một like ha, một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ha. Rồi mà anh em cô chú mình cùng nhau chiêm ngưỡng lại một lần nữa cái lô cây của bạn Tăng ha. Lâu có dịp hôm nay vô review nguyên lô cây này. Trong đó cây dáng lắc lượng nữa nè. Anh em nhìn thấy cái ca nè, so với cái cây bịt bám gì đâu, để so sánh vô với mấy cây kia. Tại vì quay trong video thì thấy nhìn cây nó hơi nhỏ. Mà anh em của chú mình gặp lại chỗ bạn Tăng nữa nha. Thì cũng rất mong của chú mình ủng hộ cho bạn Tăng những clip tiếp theo nha. Ngày này nó cũng vui lắm cô chú anh chị ơi. Có ngày cầm cái muỗng khều khều dít dít gì nè. Khều khều dít dít vậy ha. Dít vậy cái là mất tiền. Nói chung là làm cây là này cũng chỗ bạn Tăng thì thường giao lưu với cô chú anh chị mình rất là uy tín, là lý do làm cây rất là kỹ. Đến khi mà đóng gói bao ship cho cô chú anh chị mình lên thì cô chú anh chị mình thấy cái cây thì cũng biết rồi đó. Nói chung để cái cây mà nó tới tay cô chú anh chị mình chơi đi, nó trải qua nhiều cái giai đoạn đó. Tụi em là phải đi bứng khiên về, nó phải làm đế xong rồi bó cây đóng gói, còn phải bao sống cho cô chú anh chị mình nữa. Làm như kiểu bạn Tăng này thì bao sống mới dám ok anh em. Đây làm quá kỹ. Các em thì bao sống cây rất là bé mạnh. Rồi mời anh em cùng mình xem lại một lần nữa ha. Cái này cô chú anh chị mình thấy nó nhỏ chứ thật sự ra ở ngoài nó lớn lắm nha. Vô trong video á thấy nó quá nhiều, nó hơi gói. Như cái cây này nè anh em, cây này hoành không bao giờ mắc cỡ 60 mấy đâu, mà nhìn trong này trong hình nó nhỏ vậy nè. Rồi video mình đến đây cũng xin được kết thúc video ha. Chúc toàn thể anh em của chú mình xem video vui, nhớ bấm cho em xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh cũng như giao lưu thành công với chỗ bạn Tăng những clip sau này ha. Rồi mình chào anh em của chú mình ha.